Kính mời các đồng chí và các bạn theo dõi chương mục truyền hình Vì an ninh Tổ quốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế. Chương mục tuần này gồm những nội dung đáng chú ý sau: phóng sự bắt vận động đối tượng truy nã Giang Nam và tình người; phần cuối là phóng sự tiếp tục cấp căn cước công dân gắn chip điện tử; còn bây giờ là phần tin phản ánh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của lực lượng công an toàn tỉnh trong tuần qua. Ngày 23 tháng 2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh bắt quả tang đối tượng Trương Thành Tạo, sinh năm 1988, trú tại phường Phước Vĩnh, thành phố Huế, về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, vào lúc 15 giờ 50 phút ngày 23 tháng 2, tại trước tiền sảnh khách sạn Như Hiền thuộc thôn Ngọc An, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phát hiện bắt quả tang đối tượng Trương Thành Tạo đang tàng trữ trái phép hơn 9,7 gam ma túy loại methamphetamine. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng tại kiệt 131 đường Trường Phú, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế, lực lượng công an thu giữ thêm hơn 0,1 gam ma túy loại methamphetamine. Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Ngày 25 tháng 2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Vang ra lệnh bắt khẩn cấp tạm giữ hình sự đối với Trần Công Lộc, sinh năm 1990, trú tại xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, về hành vi trộm cắp cây mai cảnh. Trước đó, ngày 18 tháng 2 năm 2020, Trần Công Lộc đến xã Phú Dương, huyện Phú Vang tìm kiếm tài sản để trộm cắp. Khi đến thôn Dương Nổ Cồn, xã Phú Dương thì phát hiện nhà một người dân có nhiều cây mai vàng nên đã đột nhập vào nhà dùng tay đào đất lấy trộm một cây mai. Sau khi trộm cắp, đối tượng đưa cây mai về nhà cất giấu. Khám xét tại nhà của đối tượng, lực lượng công an tạm giữ thêm 12 cây mai vàng, nghi vấn là vật chứng của các vụ án khác do Trần Công Lộc đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản mà có. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Vang đang tiếp tục điều tra xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Công an thành phố Huế vừa truy xét làm rõ nam thanh niên điều khiển xe mô tô gây tai nạn giao thông, bỏ trốn khỏi hiện trường, hậu quả làm một người chết. Đối tượng gây tai nạn rồi bỏ trốn là Lê Nguyễn Thanh Bình, sinh năm 2002, trú tại phường Kim Long, thành phố Huế. Trước đó vào khoảng 9 giờ ngày 19 tháng 2, một người dân điều khiển xe mô tô đi trên cầu Dạ Viên thì xảy ra va chạm với xe mô tô đi cùng chiều do Bình điều khiển. Cú va chạm làm nạn nhân ngã xuống đường và bị xe ô tô chạy song song cùng chiều cán qua người, làm người này tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi vụ tai nạn giao thông xảy ra, Lê Nguyễn Thanh Bình bỏ trốn khỏi hiện trường. Hiện Công an thành phố Huế đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các đồng chí, thời gian qua, công tác truy bắt và vận động các đối tượng truy nã ra đầu thú luôn được lực lượng công an toàn tỉnh quan tâm thực hiện tốt. Bằng các biện pháp kết hợp đồng bộ, nhiều đối tượng truy nã đã bị bắt giữ, trả giá trước pháp luật về hành vi sai trái của mình. Và cũng có những đối tượng truy nã sau khi được tuyên truyền, vận động đã tự giác đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, có cơ hội làm lại cuộc đời. Chính vì vậy, công tác truy nã tội phạm luôn được xem là một trong những nhiệm vụ gian nan, hiểm nguy nhưng thấm đậm tình người. Đối tượng truy nã nguy hiểm Văn Đình Bi, sinh năm 1989, trú tại xã Điền Hương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Cuối tháng 5 năm 2019, Bi cùng đồng bọn chém một người tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc gây thương tích. Gây án xong, đối tượng bỏ trốn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và truy nã đối tượng. Về phía đối tượng, sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi địa phương, lẩn trốn tại nhiều nơi, thường xuyên thay đổi chỗ ở, chỗ điện thoại và sử dụng tên gọi khác. Tất cả những điều này đều nhằm mục đích trốn tránh sự theo dõi, phát hiện, bắt giữ của cơ quan chức năng. Tại vì phạm tội cho nên sợ cơ quan pháp luật điều tra biết, cho nên đổi tên và lại đổi số điện thoại và lại đổi chỗ ở liên tục. Thế cho đến khi công an anh trinh sát của hệ điều tra cho nên hợp tác. Xác định việc truy bắt vận động đối tượng truy nã là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, nên thời gian qua công an các đơn vị địa phương đã triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp như thường xuyên ra soát, tuyên truyền vận động đối tượng truy nã ra đầu thú, đồng thời phối hợp với các đơn vị trong và ngoài lực lượng công an tiến hành các biện pháp như xác minh, truy tìm và bắt các đối tượng truy nã.
đối tượng bị truy nã đều là những người đã phạm tội, bị khởi tố hình sự, trong đó có nhiều trường hợp vi phạm những tội danh rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến ma túy, hình sự, kinh tế, môi trường, nên đã có không ít đối tượng có nhiều thủ đoạn để lẩn trốn, thậm chí sẵn sàng đối phó chống trả lực lượng chức năng để tránh bị phát hiện bắt giữ. Phải nói là bắt các đối tượng truy nã là một công việc cực kỳ nguy hiểm và gian khổ. Tuy nhiên, trong những thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng đã hết sức là linh hoạt và là thận trọng trong công tác này. Và hầu như là các đối tượng mà hiện nay truy nã thì đều là nghiện ma túy cũng nhiều. Thì có đối tượng hiện nay chúng tôi là một đối tượng là ở Con Cuông, Nghệ An. Đối tượng này là hiện nay là vừa nghiện ma túy vừa là nhiễm HIV. Tuy nhiên là với cái sự nhanh nhẹn trong công việc thì chúng tôi cũng đã bắt đảm bảo là an toàn cho cán bộ chiến sĩ và đặc biệt là cho nhân dân. Về phía lực lượng công an, bên cạnh những kế hoạch truy bắt đối tượng truy nã luôn được xây dựng chặt chẽ, chi tiết, thì việc tuyên truyền vận động thuyết phục để người bị truy nã tự giác ra đầu thú, được hưởng chính sách nhân đạo và khoan hồng của pháp luật luôn được quan tâm, chú trọng triển khai thực hiện hiệu quả. Công tác truy bắt đối tượng truy nã nó luôn gặp những cái khó khăn nhất định. Thì cái điều này nó xuất phát từ cái thực tế khách quan, đó là đối tượng vi phạm pháp luật thì sau khi thực hiện hành vi phạm tội thì diễn biến tâm lý thì không muốn và không dám đối mặt với các cái chế tài, các cái hình thức xử lý của pháp luật, do đó đã tìm mọi cách để lẩn trốn, tránh sự phát hiện, tránh bị việc bị bắt giữ. Tuy nhiên, trong quá trình lẩn trốn thì đã có rất nhiều cái đối tượng có quyết định truy nã, người ta thay đổi nhận thức, suy nghĩ, đồng thời người ta nhận được cái sự giải thích, động viên, khuyến khích của gia đình, của người thân, rồi của trực tiếp của lực lượng công an, cho nên họ đã thay đổi nhận thức và họ đã đến đầu thú tại cơ quan pháp luật và họ đã hưởng được cái chính sách khoan hồng theo quy định của Đảng và Nhà nước ta. Năm 2020, lực lượng công an toàn tỉnh đã bắt vận động thành công 33 đối tượng truy nã, trong đó đã bắt vận động đầu thú, thanh loại được 9 đối tượng truy nã nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. Với lực lượng công an, công tác truy nã tội phạm luôn được xem là nhiệm vụ đầy khó khăn, gian khổ, đối diện với nhiều hiểm nguy, nhưng ẩn chứa bên trong đó có nhiều câu chuyện mang tính nhân văn và tình người. Sau đây là một số thông tin đáng chú ý khác. Ngày 24 tháng 2, Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh đã có buổi làm việc tại Công an xã Lộc Sơn nhằm đánh giá thực trạng hoạt động của lực lượng Công an xã chính quy sau gần 2 năm về cơ sở. Tại buổi làm việc, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đánh giá cao những nỗ lực của Công an xã Lộc Sơn đã khắc phục khó khăn, tích cực bám sát cơ sở, gắn kết với nhân dân, làm tốt công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, nhất là trong thời điểm trước, trong thời gian diễn ra đại hội lần thứ 13 của Đảng, triển khai đấu tranh quyết liệt với tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo tốt an ninh trật tự, tham gia thực hiện tốt hai đề án lớn của Bộ Công an về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp căn cước công dân. Tại buổi làm việc, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đánh giá cao những nỗ lực của Công an xã Lộc Sơn đã khắc phục khó khăn, tích cực bám sát cơ sở, gắn kết với nhân dân, làm tốt công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, nhất là trong thời điểm trước, trong thời gian diễn ra đại hội lần thứ 13 của Đảng, triển khai đấu tranh quyết liệt với tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo tốt an ninh trật tự, tham gia thực hiện tốt hai đề án lớn của Bộ Công an về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp căn cước công dân, cùng với các lực lượng chức năng xã Lộc Sơn làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Thời gian tới, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Công an xã Lộc Sơn cùng như Công an các xã trên toàn tỉnh tiếp tục phát huy thành tích đạt được, khắc phục khó khăn, thử thách, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, khoa học kỹ thuật, năng lực và kinh nghiệm công tác, bám sát địa bàn cơ sở và phải thực sự trọng dân, gần dân, nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân. Hưởng ứng ngày Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ, Công an tỉnh phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Phú Vang tổ chức phát động chương trình Tết trồng cây tại di tích lịch sử chiến thắng Cồn Giang, di tích chiến thắng Thanh Lam Bồ và tuyến đường Diêm Tù, xã Phú Gia, huyện Phú Vang. Tại buổi lễ phát động,
hai đơn vị đã ôn lại lịch sử, truyền thống tốt đẹp ngày hội Tết trồng cây do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động, cũng như vai trò ý nghĩa của việc trồng cây đối với công tác bảo vệ môi trường. Ngay sau lễ phát động, các đoàn viên đã trồng hơn 100 cây xanh tại 3 địa điểm di tích lịch sử chiến thắng Cồn Rang, di tích chiến thắng Thanh Lam Bồ và tuyến đường thôn Diêm Tù. Hoạt động trồng cây xanh đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của đoàn viên thanh niên chung tay cùng toàn dân hưởng ứng ngày hội Tết trồng cây, xây dựng Thừa Thiên Huế ngày càng xanh, sạch, sáng. Ngày 24 tháng 2, khối thi đua công an huyện, thị xã, thành phố tổ chức phát động và ký kết giao ước thực hiện phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2021. Năm 2021, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ diễn ra nhiều sự kiện quan trọng để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị và phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc với phương châm hành động, chủ động nêu gương, kỳ cương, trách nhiệm, hiệu quả vì nhân dân phục vụ. Các đơn vị thuộc khối thi đua huyện, thị xã, thành phố đã xây dựng, cụ thể hóa những mục tiêu, nhiệm vụ thành 5 nội dung để cùng ký cam kết, giao ước thực hiện, trong đó tập trung thực hiện tốt các vấn đề, nghiêm túc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của ngành liên quan đến công tác chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, làm tốt công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, đẩy mạnh cải cách hành chính, triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hoàn thành đúng tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và chỉ tiêu cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử. Trước sự chứng kiến của lãnh đạo công an tỉnh, lãnh đạo huyện ủy Phong Điền, các đơn vị đã cùng nhau ký cam kết thực hiện hiệu quả các nội dung trên. Thưa quý vị và các đồng chí, những ngày sau Tết Nguyên đán 2021, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục ra quân cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử. Hiện nay, công an các đơn vị địa phương đang rất nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp kết hợp giữa cấp căn cước công dân lưu động và cố định tại trụ sở để đảm bảo đúng tiến độ cấp căn cước công dân với quy trình đơn giản, nhanh chóng, tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm thời gian nhất cho người dân. Ghi nhận của phóng viên truyền hình An ninh Thừa Thiên Huế. Buổi cấp căn cước công dân lưu động của cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tại tổ đình Kim Tiên, thành phố Huế. Cán bộ chiến sĩ đơn vị đã tiếp nhận 85 hồ sơ cấp căn cước công dân của các tu sĩ và Phật tử để tạo điều kiện thuận lợi nhất và tiết kiệm thời gian cho các tu sĩ. Trước đó, phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã liên hệ hướng dẫn một số giấy tờ cần thiết mang theo phục vụ làm căn cước công dân. Với sự hướng dẫn tận tình, chuẩn bị chú đáo nên quy trình làm căn cước công dân tại đây diễn ra thuận lợi, nhanh chóng. Chúng tôi thấy rằng là trong đợt này chính phủ ra cái quyết định mới, đó là thay thẻ chứng minh nhân dân bằng thẻ căn cước công dân có gắn chip, thì đây là một cái hết sức là đổi mới và hết sức thuận lợi cho tất cả toàn dân. Bởi vì theo chúng tôi biết được, chúng ta chỉ cần cái thẻ căn cước nhân dân có gắn chip thì tức như là đầy đủ tất cả mọi thông tin của cá nhân ở trong cái thẻ đó. Cho nên chúng ta đi bất cứ chỗ nào thì cũng chỉ cần đem cái thẻ căn cước có gắn chip đó là chúng ta có thể sử dụng được tất cả mọi công việc. Còn tại huyện Phú Lộc là địa phương có đông người dân làm ăn xa, ngay sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, công an huyện Phú Lộc nhanh chóng tiếp tục triển khai cấp căn cước công dân. Đơn vị đã bố trí tăng cường thêm 3 ca tiếp nhận hồ sơ làm căn cước công dân từ 7 giờ đến 22 giờ mỗi ngày. Nhờ đó đã nâng số lượng hồ sơ căn cước công dân được giải quyết từ khoảng 60 hồ sơ mỗi ngày lên đến gần 100 hồ sơ mỗi ngày. Theo mình thấy thì phải đổi cái căn cước công dân này thuận tiện hơn rất nhiều để tạo điều kiện cho người ở xã là làm trước với là hết hàng. Là mình thấy là thấy rất là nhanh gọn. Thủ tục là đơn giản, vậy là mình thấy là cán bộ các chiến sĩ ở đây là làm thấy cũng rất là nhẹ nhàng, nhiệt tình. Hiện nay, mặc dù số lượng người dân cần làm căn cước công dân rất đông, số lượng máy phương tiện phục vụ công tác này còn hạn chế. Tuy nhiên, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của người dân, với tinh thần vì nhân dân phục vụ, công an nhiều đơn vị địa phương đã tiến hành nghiên cứu, ra soát, xây dựng kế hoạch cấp căn cước công dân cho từng đối tượng cụ thể. Trong quá trình cấp căn cước công dân, nhiều đơn vị địa phương vẫn gặp những khó khăn nhất định. Tuy nhiên, nhờ sự ủng hộ, phối hợp của chính quyền và người dân, công an các đơn vị địa phương đang từng bước khắc phục khó khăn để cấp thẻ căn cước công dân một cách thuận lợi, hiệu quả nhất. Quá trình triển khai thực hiện, chúng tôi nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân và lãnh đạo chính quyền địa phương về thái độ tiếp nhận các thủ tục cấp căn cước công dân đơn giản, nhanh, gọn. Tuy nhiên, quá trình tổ chức triển khai thực hiện, chúng tôi gặp
một số khó khăn về phương tiện phục vụ cho việc cấp phát còn thiếu, nhất là thiết bị tiếp nhận dấu vân tay còn chậm, ảnh hưởng rất nhiều đến tiến độ cấp phát căn cước công dân. Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế thu nhận khoảng 11.600 hồ sơ cấp căn cước công dân, đã nhận 3.000 thẻ căn cước công dân từ Bộ Công an và trả về cho người dân. Với những việc làm sáng tạo, thiết thực, tinh thần chủ động, không ngại khó khăn, vất vả, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang nỗ lực hoàn thành việc cấp căn cước công dân cho người dân trong thời gian ngắn nhất, góp phần xây dựng chính phủ điện tử trong thời gian tới. Phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại chương mục truyền hình Vì an ninh Tổ quốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, chương mục phát sóng vào lúc 20 giờ 20 phút ngày thứ năm và được phát lại vào lúc 11 giờ 50 phút ngày chủ nhật, 8 giờ 30 phút sáng thứ hai hàng tuần trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế. Cảm ơn quý vị, các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.